Hôm nay mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng dán cái băng vệ sinh đúng cách trên cái quần chip của chúng ta nhé. Đối với cái loại hàng ngày, lần trước thì mình đã nói ban đêm rồi đúng không? Ban đêm thì nó có kích thước dài hơn, còn ban ngày thì nó có kích thước ngắn hơn. Đấy. Thì nói chung là nếu mà khi mà chọn băng vệ sinh thì các bạn cứ chọn theo sở thích của các bạn. Nhưng tốt nhất là tìm cái nào mà nó thoáng mát, thấm hút tốt, độ dày thấm hút tùy từng cái cơ địa của mỗi người. Ví dụ có người thì cái chu kỳ tháng của họ kéo rất là dài, 5 ngày, nhưng mà có người chỉ có 3 ngày thôi. Đấy. Thế thì ví dụ như là khi mà chọn thì các bạn nhắc lại tí nữa, chọn cái nào mà nó có cái gọi là độ thấm hút tốt này là chính, đúng không? Rồi kích thước co giãn của cái băng. Tiếp theo là cái băng đấy nó phải thoáng thoáng mát, tức là khi mình đeo vào thường những cái ngày đấy mình rất là khó chịu, bẩn hay nổi cáu. Thế cho nên là ví dụ mình lấy những cái vị bạc hà, cái gọi là cái hương bạc hà ấy, thì nó sẽ làm dịu mát hơn tí nhé. Mình thì cứ dùng đến đây. Đây mình dùng cái loại này, loại Cool Fresh rất là mát đúng không? Bây giờ tiếp tục chúng ta sẽ làm dán cái băng vệ sinh là sao cho nó đúng cách nha. Một cái quần chip thì nó có nhiều kích cỡ lắm, người to người béo người lớn người bé tí xíu người khổng lồ nhưng mà nói chung là cũng chỉ một cách để làm cho nó vừa thôi, mặc cho nó vừa. À, bây giờ các bạn cái quần chip này, quần chip của chúng ta đây đấy nha, như này. Bây giờ chúng ta lộn ngược nó ra, lộn ngược nó ra. Dụng được cái phần chip này ra. Này. Bây giờ mở cái băng vệ sinh này ra. Mở cách nào cũng được nha, không cần phải nhất thiết là phải mở đầu này. Chúng ta cứ nhìn thấy cái có cái tem này, kéo giật nó ra. Đấy. Kéo giật nó ra. Này. Nhưng mà lưu ý nha, ở đằng sau nó có cái tấm dán này, có tấm dán đấy. Cho nên là khi các bạn mà kéo cái tấm dán này ra nha, là nó có cái phần dính này, dính này, dính ở tay này. Đấy. Dính này để chủ yếu mục đích là nó dính ở quần đấy, dính ở cái mặt của quần mình ấy, nó giữ cái độ 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 nó bám vào quần, nó không bị di chuyển dịch chuyển. Cái băng này là băng không cánh nha. Đây đấy, bạn kéo nó ra cơ đấy, để chờ đây đấy. Đây là mặt trước, đây là mặt sau, mặt sau có cái dính nha. Đấy, bây giờ các bạn lấy cái quần chip lên đặt lên bàn tay mình thôi, nhất là những cái bạn nào mà bắt đầu có chu kỳ kinh nguyệt lưu ý nha. Này các bạn dán làm sao cân đối nha, ví dụ như cái làm sao mà để cho cái phần mình mặc vào nó vừa vặn ấy, thì bạn để một cái phần họ đã gấp như thế này rồi này, họ đã gấp đôi như thế này rồi này. Đấy, gấp đôi như thế này tức có nghĩa là chia phần mặc gần bụng này, đây là gần mông này đúng không, còn đây là phần giữa dính ở quần này. Nhưng mà ví dụ như là có người mà người ta ngủ nhiều hơn ấy, thì chúng ta lại lắp cái phần bụng này nó ngắn một tí, còn phần mông này dài một tí, nó không bị tràn ra đúng không? Buổi ngày chúng ta cũng hay ngủ, có nhiều người hay ngủ. Thứ hai là những người mà hoạt động nhiều nhé, những người mà đứng nhiều hoặc ngồi nhiều thì các bạn cứ để cân đối hai bên, người ta chia như thế này rồi nhé. Bây giờ chúng ta để này, lắp nha, đây để giữa này đúng không? Đấy, để giữa nhé, xong bắt đầu các bạn vuốt thôi. Đấy, vuốt thôi, vuốt cho nó cân thôi. Đây sao đúng không, đây mình lật phải ra này. Đấy, đây cái quần mình bình thường, đấy cái quần của mình bình thường đấy, thấy chưa? Nhưng mà chú ý là chọn cái mỏng mỏng thôi nhé, chọn cái tốt nhất là chọn cái băng nó mỏng, để ví dụ như thường là mình lúc mình di chuyển mình mặc ấy nó không bị cộm, nó tự nhiên thoải mái. Đây đấy các bạn thấy nhờ, chú ý là phải cân đối, bởi vì có một cái như này là cái băng này nó là băng không có cánh, không có cánh thì cái lúc mình mặc ấy, có bạn mới vừa có kinh nguyệt ấy cứ nó bị tràn hai bên như này, nó tràn ra những cái viền quần như này này đúng không, thì các bạn có thể mua cái loại băng có cánh để gấp cái cánh, hai cái cánh của nó sang hai bên này
Đấy, là nó khi mình mặc nó không bị tràn ra hai bên này này. Đấy là những bạn mà đi nhiều ấy, nó bị tràn lên này này. Nó giống như cái này đây các bạn này, có cánh thế này, giống như buổi đêm đấy. Đấy, mình có cái cánh này mình dán hai bên như này thì khi các bạn đi mặc hoặc bạn di chuyển nó không bị tràn, nó không bị lem lên những cái đường viền ở ngoài như này, nó bắn cái quần đấy. Đấy, đây. Thế là xong ấy. Đấy. Nhưng mà chú ý một điều này, khi đi vệ sinh xong, tức là cái băng này đi bẩn rồi thì các bạn lưu ý nhá, là tháo tùy các bạn tháo cách nào cũng được, chứ không phải tháo đúng cách. Tốt nhất là tháo làm sao mà nó không bị bẩn ra tay mình, đúng không? Ví dụ như hai đầu như này này thì các bạn cầm lên một đầu các bạn kéo ra, đúng không? Đấy, kéo như lúc mình dán thôi, xong mình quấn lại này, khi đi xong nhá, khi đi vệ sinh xong các bạn phải quấn này, quấn bẩn lại như này, và các bạn quấn lại vào cái tờ này, cái túi mà đựng của nó ban đầu ấy, cái túi đựng cái băng nó đấy ban đầu nhá. Đây đấy nhá, đấy các bạn quấn như này, đấy các bạn quấn vào, nó sạch sẽ không, đúng không? Người ngoài nhìn cũng không thấy à đây là bẩn. Thì các bạn như này rồi các bạn bỏ thùng rác thôi. Còn nếu mà bạn nào cẩn thận hơn sẽ lấy một cái túi ni lông bọc cái này vào, buộc và tháo vào thùng rác. Thứ nhất là chó không cắn chạy bừa bãi khắp chỗ phường xã thì đúng không, rất là mất vệ sinh đấy, các bạn nhìn thấy không, sạch sẽ đúng không, chả ai biết đây mình đi bẩn hay là gì cả, đây sạch sẽ chưa đấy nhá. Đấy. Đấy, chúc các bạn nào mà chưa biết mặc băng đúng cách thì các bạn mặc cho nó